Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trọng DH. Hôm nay mình làm món cốm dẹp trộn dừa ha. Nguyên liệu của mình gồm có là cái này là cốm dẹp, dừa thì mình có mua một trái dừa xiêm á, cái này là nước dừa nè, còn dừa thì mình đã nạo sợi ra như thế này, dừa rám mình á, rồi đây là đường. Rồi, nguyên liệu của mình cũng đơn giản thôi. Bây giờ mình trộn hết tất cả hỗn hợp mình lại với nhau. Rồi bây giờ mình cùng làm ha. Bây giờ cái cốm dẹp này nè. Đầu tiên thì cái cốm dẹp này đầu tiên thì mình chan cái nước dừa này nè. Mình làm tới đâu mình trộn tới đó. Mình chan ít ít vô rồi bắt đầu mình trộn. Mình tới đâu mình chan tới đó nha. Sợ trộn nhiều quá nó sẽ bị chèn nhẹp á. Đồng thời mình cũng rắc đường vô luôn. Mình trộn cho cái như nào mình cảm thấy là nặng tay á, là cái cốm dẹp của mình nó nở rồi á. Nó cũng rời nhưng mà nó chưa có được đủ cái độ ướt á, chưa có nở lắm. Thì giờ mình chan thêm vô ha. Mình trộn từ từ, mình cho nước dừa vô, mình cho đường vô, thì bây giờ mình cho thêm dừa vô luôn, trộn luôn cho nó thấm đường đều luôn đó cả nhà, cho nó thấm chung luôn. Cái cốm dẹp này nó cũng không có khó lắm đâu, nguyên liệu của mình làm thì cũng dễ nè. Rồi lần lượt mình trộn cho tới hết luôn ha cả nhà. Bắt đầu nó cũng hơi hơi nặng tay rồi nè. Rồi sau khi mình trộn hết tất cả các nguyên liệu vô, đường, nước dừa với lại cơm dừa, mình trộn vô thì mình được cái hỗn hợp như thế này. Và bây giờ mình để yên lại, mình chờ tầm khoảng một tiếng hơn thì cái cốm dẹp của mình nó thấm cái nước dừa vô á, nó sẽ nở ra và nó ráo hơn ha. Rồi bây giờ mình chờ ha cả nhà, rồi lát tí nữa mình xem cái thành phẩm sao. Rồi sau mình quay trở lại nha các bạn, sau hơn một tiếng thì cái cốm dẹp của mình á, nó đủ nở rồi nè, nó sơi, nó tơi, nó xốp, nó ướt như vậy nè. Còn nếu mà thấy chưa đủ nữa thì mình có thể để thời gian lâu hơn ha. Giờ rồi, như vậy là mình đã làm thành công rồi các bạn. Tới đây mình xin kết thúc quay clip ha. Các bạn xem thấy hay thì like và share giúp mình kênh Trọng DH nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều đã ủng hộ trong thời gian qua. Mình sẽ cố gắng làm thật nhiều clip để các bạn xem ha. Xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong các clip sau.